Đội của Malaysia đang ở trên màn hình. Đây là Chan Pen Sun. Tay vợt nữ của Malaysia đang ở trên màn hình. Đó là Che Yi Si. Đội của Malaysia là đội hạt giống số 5 của giải. Còn tay vợt nữ của Indonesia đó là Masita Mamudin, sinh năm 1995. Tay vợt nam của Indonesia là Ricky Widianto. Hôm nay giải cầu lông Jonas Sunrise Việt Nam Open 2017 sẽ diễn ra các nội dung ở vòng bán kết, và trên sân số 1 chúng ta sẽ được chứng kiến các trận đấu đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Trên mạnh các bạn, đôi của Malaysia Chen Pen Sung và Che Yi Si ở phía xa màn hình, và đôi và của Indonesia mặc áo đỏ ở phía phần sân gần màn hình thôi. Che Yi Si giao cầu, một pha đỡ cầu ra ngoài của Masita, 1-0. Nhỏ chéo sân rất hay của Widianto, 1-0. Pha đánh hụt cầu của Chan Pen Sun, 2-1 cho đội Indonesia. Ricky Widianto là tay vợt sinh năm 1991. Và bật rất cao và cú smash rất mạnh của Widianto, 3-1. Tay vợt của Malaysia Che Yi Si đã kiểm soát lưới rất tốt, liên tục những pha đập ở trên lưới đã giúp đội Malaysia giành được điểm. Cầu ngoài. Smash thấm của Widianto. One,
đổi giao cầu lại cho đội của Indonesia 4-5. Phải nói là đến thời điểm này thì sự phối hợp của đội Malaysia khá tốt. 6-4. Tấn công trên lưới hụt cầu của tay vợt Jesse. Chan Pen Sun. Điểm số được cân bằng 6-6. Cầu ngoài. Điểm cho đội của Indonesia. 7-6. Tay vợt nữ Che Jesse đã không chính xác. Tiên thì đội Malaysia chơi tốt hơn, họ dẫn điểm trước, tuy nhiên sau đó thì lại phạm khá nhiều sai sót. Đến thời điểm này thì đội Indonesia đã mở rộng khoảng cách lên 3 điểm. Điểm cho Malaysia 7-9. Kêu Guidanto đi vào thẳng vị trí của Che Jesse. Điểm cho đội của Indonesia. Lúc này điểm số đã là 11-7. Và điểm số 11 thì các tay vợt cũng có phục hồi kỹ thuật. Ở trong vòng 1 thì đôi Malaysia Chan Pen Sun và Che Jesse, đôi hạt giống số 5 của giải, đã giành chiến thắng trước đôi Trung Hoa Đài Bắc Liu Wenchen và Chen Yuchi. Vòng 2 thắng đôi Nhật Bản Hiroki Okamura và Naru Shinoya với tỷ số 2-0, 21-19 và 21-12. Ở tứ kết thắng đôi của Trung Hoa Đài Bắc đó là Sen Minhao và Hu Lin Fan, 2-0, 21-12 và 21-15.
11. Indonesia Masita đã phòng thủ tốt trước hai cú smash rất mạnh của Pan Chan Sun và ngay lập tức cô đã có một pha chém cầu chéo sân rất chính xác. Vậy là lỗi phát bóng của tay vợt Widianto Indonesia. Điểm số là 9-12. Liên tiếp hai pha giao cầu của hai đội vợt đều không thành công. Pensun. Masita đã không qua lưới. 11-13. Rất đáng tiếc vừa rồi là một cơ hội cho đội Malaysia nhưng Cha Yesi đã xử lý không tốt một chút nào. Điểm số là 14-11. Của Malaysia và một pha phòng thủ của Indonesia đã dễ dàng giành được điểm. 15-11. Lớp cầu đi ra ngoài của Che Yesi. Ở phía đội Malaysia họ có thứ hạng cao hơn so với Indonesia. Tuy nhiên tay vợt nữ của Malaysia
là JGC lại có nhiều pha xử lý cầu chưa được chính xác. Chính vì thế mà giờ này điểm số đang khá cách biệt giữa hai đội vợt. Vidiato 19-12. Điểm số là 13-19. Rất khó để cho đội Malaysia có thể lật ngược tình thế ở trong ván đấu đầu tiên của trận bán kết đôi nam nữ giải cầu lông Sunrise United Sunrise Việt Nam Open 2017. Đây là giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới, và năm nay thì giá tiền thưởng của giải lên kỷ lục với giá trị gần 1,5 tỷ đồng. Một lỗi giao bóng của Quidianto. Điểm số là 14-19. Vẫn còn một khoảng cách khá xa. Một quả bỏ nhỏ không chính xác của Masita. Với điểm số là 21-15. Chúng ta đang theo dõi trận bán kết nội dung đôi nam nữ giải cầu lông United Sunrise Việt Nam Open lần thứ 10. Khởi đầu ván đầu tiên thì đôi của Malaysia, đôi hạt giống, đã liên tục dẫn điểm trước. Tuy nhiên sau đó thì họ lại chơi thiếu tập trung với nhiều pha xử lý cầu không được chính xác. Và để cho đôi của Indonesia thắng với cách biệt là 21-15. Với đôi Malaysia, Indonesia thì trong vòng 1 họ đã thắng đôi Trung Hoa Đài Bắc, đó là Lee Van Yen, Yu Chun Hui 21-16, 21-17. Vòng 2 họ thắng Chan Tae Ji và Yu Ji Jia của Malaysia 21-17 và 21-13. Ở tứ kết thắng đôi Trung Hoa Đài Bắc, Yan Min Se và Sung So Yun 19-21, 21-13 và 21-15.
chúng ta trở lại với trận đấu ở nội dung đôi nam nữ, trận bán kết giữa Chan Pen Sun Che Ye Si và Widianto Masita của Indonesia. Đội vật nào giành chiến thắng sẽ vào chung kết. Ở cặp bán kết thứ hai diễn ra đều thuộc về hai đôi vật của Indonesia. Đó là đôi hạt giống số 8 Ronan Anissa và đôi Prasetya Melati. Cho đội Indonesia 1-0. Những pha lốp cầu rất chính xác của tay vợt Masita Indonesia ra góc. Thú vị giữa hai đôi vật. Lại thêm một pha xử lý cầu không được chính xác của Che. 2-1 cho đội Indonesia. Nếu như giành chiến thắng trong ván đấu thứ hai này thì đội Indonesia, xin lỗi các bạn, cầu lông của Indonesia sẽ đảm bảo có một chiếc huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ. Bởi trong cặp bán kết thứ hai thì cũng diễn ra giữa hai đôi vật của Indonesia. Chính xác của Masita. Điểm số là 3-2 cho đội Indonesia. Cho đội của Malaysia 3-4. Pha lấp cầu ra ngoài của Che. 3. Bye.
đội bạc của Indonesia Widianto nhiều lần để mất điểm trong các lần phát cầu. Nhưng pha phạm lỗi kỹ thuật. Rất khéo. Masita đã phán đoán được pha đánh trả của tay vợt Nam Malaysia. Đó là Chan Pen Sun. Và cô đã di chuyển trên lưới để kết thúc. Trọng tài xác định là cầu ra ngoài. 7-5. Masita đã kiểm soát lưới rất tốt, liên tiếp 3 pha đánh ở trên lưới vào vị trí tay vợt Nam của Malaysia, đó là Chan Pen Sun. 8-5. Ở trên sân số 1 này trong ngày hôm nay, chúng ta khán giả hâm mộ cầu lông Việt Nam cũng đang kỳ vọng vào Vũ Thị Trang sẽ có một chiến thắng để có mặt trong trận chung kết của giải cầu lông Việt Nam Open 2017. Ở trong trận thứ 3 trên sân này thì Vũ Thị Trang sẽ gặp Hanna Ramadini. Ramadini là hạt giống số 2 của giải cầu lông năm nay. Cả 4 tay vợt nữ vào vòng bán kết đều là 4 hạt giống hàng đầu. Tình huống mà trọng tài cho đội Malaysia được điểm. Ông cho rằng vợt của Masita đã qua lưới. Điểm số là 7-8. Điểm cho đội Indonesia 9-7. Của Chê. Thank you.
qua lớp cầu thiếu chính xác của Widianto. Và bây giờ đây là lần đầu tiên ở trong trận thì đội Malaysia đã vượt lên dẫn trước 19. Malaysia giao cầu và điểm số là 11-9. Trên lưới chính xác của Jesse. 12-9. Sita đã không kịp di chuyển trước quả bóng nhỏ của Che. 13-9. Đội Malaysia đang dần mở rộng khoảng cách lên ở trong ván đấu thứ hai. Tình huống phản xạ hơi một phản xạ hơi chậm của Masita. Và tấn công ngay từ quả giao cầu của Widianto khá hay. 10-14. Di chuyển tốt của Chan Pensun, anh đã tấn công trên lưới để ghi điểm. 15-9. Và đánh ngắn chính xác của Masita. 12-14. Cú trái tài rất hay của Pan Champensun. Chan đã chọn vị trí rất tốt và kết thúc trái tài quanh rất hay, khiến cho Widianto đã không kịp với tới.
cho đội của Indonesia 13-16. Malaysia. Smash rất tốt của Widianto, 14-17. Không qua lưới. Đội Indonesia tiếp tục thu ngắn thêm cách biệt 15-17. Cầu ngoài 18-15. Của Malaysia 16-18. Một khoảng sân trống, Widodo nhận thấy khi hai tay vợt của Malaysia đã di chuyển chưa hợp lý, và một cú đánh chéo sân đã giúp anh ghi được điểm 17-18. Họ đã cân bằng điểm số 18 đều. Một pha vẫy cua tay không mạnh nhưng rất hiểm hóc của Masita. Widianto, tay vợt nam của Indonesia, hiện đang xếp thứ 127 thế giới ở nội dung đôi nam nữ. Trong khi đó thì đồng đội của anh đó là Masita. Masita xếp thứ 144 ở nội dung đôi nam nữ. Thank you.
đã không quan sát tốt khi mà Chan Pen Sun đã băng nhanh trên lưới để kết thúc 19-18. Khoảng cách rất xích sao giữa hai đôi vợt ở cuối ván đấu thứ hai. Malaysia Che JC đã chơi không tốt một chút nào. Họ đã chiếm được ưu thế, đã đẩy đôi của Indonesia vào thế chống đỡ khá vất vả. Tuy nhiên quả đánh cầu ngắn của Che lại đi ra ngoài. 19 đều. Cho đội mà Indonesia. Như vậy là còn một điểm nữa để cho đội Indonesia giành chiến thắng chung cuộc trước đội hạt giống số 5. Và nếu như vậy thì đây sẽ là một bất ngờ, bởi khoảng cách giữa họ khá xa ở trong bảng điểm xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, khi mà tay vợt nam, đôi vợt của Malaysia là hạt giống số 5 và Chan Pen Sun cũng là một tay vợt mạnh ở nội dung đôi nam nữ khi anh xếp thứ 15. Trọng tài yêu cầu thực hiện lại pha giao cầu này. Rất tốt. 20 đều. Vidanto vừa rồi cũng đã di chuyển rất tích cực ở hai góc sân. Tuy nhiên đôi Malaysia lần này đã không phạm sai lầm. Và kết thúc của Chan Pen Sun giúp cho đôi Malaysia vượt lên dẫn 21-20. Và đây là một cơ hội để cho đôi vợt Malaysia cân bằng tỷ số nếu như thắng trong điểm đấu kế tiếp. Mamudin Masita đã kiểm soát lưới rất tốt, 21 đều. Jesse đã tấn công ngay từ pha giao cầu của đối phương. 22-21. Thank you.
cầu ngoài, rất đáng tiếc cho đội Malaysia. Điểm số là được cân bằng 21 đều. Đấu thứ hai này thì đội Malaysia đã chơi rất hay trong những pha trả giao cầu. Họ tấn công ngay từ pha giao cầu của đối phương. Và một lần nữa lại đứng trước cơ hội để kết thúc ván. Smash của Vidianto vào vị trí của Jay Yesi. Hai mươi ba đều. Chan Pen Sun rất tốt. 24-23. Trong trận đấu này thì các đôi vợt, các tay vợt đều có những lỗi phạm lỗi giao cầu. Rất tốt của Widianto. Bây giờ thì đội của Indonesia vượt lên dẫn 25-24 và họ có cơ hội kết thúc trận đấu. Vẫn chưa thể kết thúc được trận đấu. Vừa rồi thì JCGC đã chơi tốt ở trên lưới. 25 đều.
Huy Đi Anto đã không thành công. Và một điểm xứng đáng cho đội của Malaysia khi họ đã chơi phòng thủ tốt trước những cú smash cực mạnh của Huy Đi Anto từ cuối sân. 26-25 cho đội Malaysia. Indonesia 26 đều. Quả là một ván đấu cực kỳ căng thẳng. Một bên muốn kết thúc trận đấu và một bên thì đang cố gắng để đưa thế trận lại cân bằng. Nhưng ở điểm số 26 đều, thế trận vẫn chưa rõ ràng ở trong ván đấu thứ hai. Điểm cho đội của Indonesia 27-26. Lần thứ hai đội Indonesia có điểm kết thúc trận. Cầu như vậy là một quả lớp cầu chính xác của Widianto và đôi vợt Indonesia đã giành chiến thắng trước đôi hạt giống số 5 người Malaysia Chan Pensun và JGC, chiến thắng với các điểm số 21-15 và 28-26. Như vậy là trận chung kết của nội dung đôi nam nữ giải cầu lông Jonas Sunrise Vietnam Open 2007 sẽ diễn ra giữa các tay vợt của Indonesia, bởi trong trận bán kết còn lại cũng diễn ra giữa hai đôi vợt của Indonesia. Sân 1, nội dung đơn nam, vòng bán kết. Kodai Naraoka, Nhật Bản, thi đấu với Khosit Phaprathap, Thái Lan. Trọng tài chính, Mai Lăng Yên, Việt Nam. Trọng tài giao cầu, Nguyễn Công Hương, Việt Nam. Court 2, Women's Single, Semi-Final. Sayaka Takahashi, Japan, versus Dina Daya Ayustin, Indonesia. Umpire, Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Service Judge, Maria Jennifer Prosula, Philippines. Thank you.
Trận đấu kế tiếp chúng ta theo dõi ở ngày hôm nay là trận bán kết đơn nam giữa tay vợt người Nhật Bản, đó là Kodai Naoka, và tay vợt người Thái Lan Khosik Phepradat. Trên ảnh các bạn là tay vợt người Thái Lan Khosik. Còn tay vợt của Nhật Bản đó là Kodai. Khosik, tay vợt Thái Lan, năm nay 23 tuổi, đang xếp thứ 40 thế giới. Ở giải đấu này thì Khosik là hạt giống số 3. Trong khi đó thì Kodai Naraoka chỉ xếp thứ 191 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới. Nhưng Kodai ở giải đấu này đã chơi rất xuất sắc. Đôi vợt của Malaysia đang ở trên màn hình. Đây là Chan Pensun. Nữ của Malaysia đang ở trên màn hình, đó là Che Yi Si. Đội của Malaysia là đội hạt giống số 5 của giải. Còn tay vợt nữ của Indonesia đó là Masita Mamudin, sinh năm 1995. Tay vợt nam của Indonesia là Ricky Widianto. Hôm nay giải cầu lông Jonas Sunrise Việt Nam Open 2017 sẽ diễn ra các nội dung ở vòng bán kết, và trên sân số 1 chúng ta sẽ được chứng kiến các trận đấu đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Trên ảnh các bạn, đôi của Malaysia Chen Pensung và Che Yesi ở phía xa màn hình, và đôi vợt của Indonesia mặc áo đỏ ở phía phần sân gần màn hình thôi. Che Yesi giao cầu. Một pha đỡ cầu ra ngoài của Masita. 1-0. Nhỏ chéo sân rất hay của Widianto. 1-0. Pha đánh hụt cầu của Chan Pensun, 2-1 cho đội Indonesia. Ricky Widianto là tay vợt sinh năm 1991. Và bật rất cao và cú smash cực mạnh của Widianto. 3-1. Tay vợt của Malaysia Che Yi Si đã kiểm soát lưới rất tốt, liên tục những pha đập ở trên lưới đã giúp đội Malaysia giành được điểm. Wow.
cầu ngoài. Đội giao cầu lại cho đội của Indonesia 4-5. Tôi phải nói là đến thời điểm này thì sự phối hợp của đội Malaysia khá tốt. 6-4. Tấn công trên lưới hụt cầu của tay vợt Jesse. Pensun. Điểm số được cân bằng 6-6. Cầu ngoài. Điểm cho đội của Indonesia. 7-6. Vật nữ che Jesse đã không chính xác. Thêm một pha xử lý cầu không được chính xác của Che. 2-1 cho đội Indonesia. Nếu như giành chiến thắng trong ván đấu thứ hai này thì đội Indonesia, xin lỗi các bạn, cầu lông của Indonesia sẽ đảm bảo có một chiếc huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ. Bởi trong cặp bán kết thứ hai thì cũng diễn ra giữa hai đôi vật của Indonesia. Chính xác của Masita. Điểm số là 3-2 cho đội Indonesia. Hey!
4-2. Cho đội của Malaysia 3-4. Pha lấp cầu ra ngoài của Che. 5-3. Của Indonesia, Widianto nhiều lần để mất điểm trong các lần phát cầu. Nhưng pha phạm lỗi kỹ thuật. Rất khéo. Masita đã phán đoán được pha đánh trả của tay vợt Nam Malaysia. Đó là Chan Pen Sun. Và cô đã di chuyển trên lưới để kết thúc. Trọng tài xác định là cầu ra ngoài. 7-5. Masita đã kiểm soát lưới rất tốt, liên tiếp 3 pha đánh ở trên lưới vào vị trí tay vợt Nam của Malaysia, đó là Chan Pen Sun. 8-5. Ở trên sân số 1 này trong ngày hôm nay, chúng ta khán giả hâm mộ cầu lông Việt Nam cũng đang kỳ vọng vào Vũ Thị Trang sẽ có một chiến thắng để có mặt trong trận chung kết của giải cầu lông Việt Nam Open 2017. Ở trong trận thứ 3 trên sân này thì Vũ Thị Trang sẽ gặp Hanna Ramadini. Ramadini là hạt giống số 2 của giải cầu lông năm nay. Cả 4 tay vợt nữ vào vòng bán kết đều là 4 hạt giống hàng đầu. Tình huống mà trọng tài cho đội Malaysia được điểm, ông cho rằng vợt của Masita đã qua lưới. Điểm số là 7-8.
điểm cho Indonesia. 9-7. Đi ra ngoài của Che Yeezy. Ở phía đội Malaysia, họ có thứ hạng cao hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, tay vợt nữ của Malaysia là Che Yeezy lại có nhiều pha xử lý cầu chưa được chính xác. Chính vì thế mà giờ này điểm số đang khá cách biệt giữa hai đội vợt. Diato 19-12. Điểm số là 13-19. Rất khó để cho đội Malaysia có thể lật được tình thế ở trong ván đấu đầu tiên của trận bán kết đôi nam nữ giải cầu lông Sunrise United Sunrise Việt Nam Open 2017. Đây là giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới, và năm nay thì giá tiền thưởng của giải lên kỷ lục với giá trị gần 1,5 tỷ đồng. Một lỗi giao bóng của Quidianto. Điểm số là 14-19. Vẫn còn một khoảng cách khá xa. Một quả bỏ nhỏ không chính xác của Masita. Với điểm số là 21-15. Chúng ta đang theo dõi trận bán kết nội dung đôi nam nữ giải cầu lông United Sunrise Việt Nam Open lần thứ 10. Khởi đầu ván đầu tiên thì đôi của Malaysia, đôi hạt giống, đã liên tục dẫn điểm trước. Tuy nhiên sau đó thì họ lại chơi thiếu tập trung
với nhiều pha xử lý cầu không được chính xác. Và để cho đội của Indonesia thắng với cách biệt là 21-15. Với đội Malaysia, Indonesia thì trong vòng 1 họ đã thắng đội Trung Hoa Đài Bắc, đó là Lee Van Yen, Yu Chun Hui, 21-16, 21-17. Vòng 2 họ thắng Chan Tae Ji và Yu Ji Jia của Malaysia, 21-17 và 21-13. Ở tứ kết thắng đội Trung Hoa Đài Bắc, Yan Min Se và Sung So Yun, 19-21, 21-13 và 21-15. Trở lại với trận đấu ở nội dung đôi nam nữ, trận bán kết giữa Chan Pen Sun Che Ye Si và Widianto Masita của Indonesia. Đội vật nào giành chiến thắng sẽ vào chung kết. Ở cặp bán kết thứ hai diễn ra đều thuộc về hai đôi vật của Indonesia. Đó là đôi hạt giống số 8 Ronan Anissa và đôi Prasetya Melati. Điểm cho đội Indonesia 1-0. Những pha lớp cầu rất chính xác của tay vợt Masita Indonesia ra góc. Thú vị. Pha chọn lưới rất tốt của Che. Và bây giờ đây là lần đầu tiên ở trong trận thì đôi Malaysia đã vượt lên dẫn trước 19.
Malaysia giao cầu và điểm số là 11-9. Jesse 12-9. Di chuyển trước quả bóng nhỏ của Che. 13-9. Đội Malaysia đang dần mở rộng khoảng cách lên ở trong ván đấu thứ hai. Tình huống phản xạ hơi chậm của Masita. Tấn công ngay từ quả giao cầu của Quiranto khá hay. 10-14. Pha di chuyển tốt của Chan Pensun. Anh đã tấn công trên lưới để ghi điểm. 15-9. Và đánh ngắn chính xác của Masita. 12-14. Cú trái tài rất hay của Pan Cham Pan Sun. Chan đã chọn vị trí rất tốt và kết thúc trái tài của anh rất hay, khiến cho Widianto đã không kịp với tới. Indonesia 13-16. Malaysia.
cú smash rất tốt của Widianto. 14-17. Ván đấu đầu tiên thì đội Malaysia chơi tốt hơn, họ dẫn điểm trước, tuy nhiên sau đó thì lại phạm khá nhiều sai sót. Đến thời điểm này thì đội Indonesia đã mở rộng khoảng cách lên 3 điểm. Điểm cho Malaysia 7-9. Kêu Guidanto đi vào thẳng vị trí của Che GC. Điểm cho đội của Indonesia. Lúc này điểm số đã là 11-7. Và điểm số 11 thì các tay vợt cũng có phục hồi kỹ thuật. Ở trong vòng 1 thì đôi Malaysia Chan Pen Sun và Che Ji Si, đôi hạt giống số 5 của giải, đã giành chiến thắng trước đôi Trung Hoa Đài Bắc Liu Wenchen và Chen Yuchi. Vòng 2 thắng đôi Nhật Bản Hiroki Okamura và Naru Shinoya với tỷ số 2-0, 21-19 và 21-12. Ở tứ kết thắng đôi của Trung Hoa Đài Bắc đó là Sen Minhao và Hu Lin Fan, 2-0, 21-12 và 21-15. Masita đã phòng thủ tốt trước hai cú smash rất mạnh của Pan Chan Sun và ngay lập tức cô đã có một pha chém cầu chéo sân rất chính xác. Phát bóng của tay vợt Widianto Indonesia. Điểm số là 9-12. Liên tiếp hai pha giao cầu của hai đội vợt đều không thành công. Pensun.
của Masita đã không qua lưới. 11-13. Vừa rồi là một cơ hội cho đội Malaysia nhưng Che Yesi đã xử lý không tốt một chút nào. Điểm số là 14-11. Của Malaysia và một pha phòng thủ của Indonesia đã dễ dàng giành được điểm. 15-11.